Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, shop tiếp tục kiểm tra để gửi cho các bạn trên toàn quốc đã đến với shop xe đạp thể thao vip.com mua xe đạp online. Và trong video này thì shop đang mở hai chiếc xe để kiểm tra trước khi giao cho bên vận chuyển bạn nhé. Một chiếc là xe đạp Twitter Sting Pro, xe đạp đua, xe sử dụng khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, tay lái carbon. Và đặc biệt chiếc xe đạp này là phiên bản chạy full loop Shimano 105G7000, hiện đang rất là khan hiếm nhưng shop vẫn có hàng để cung cấp. Và shop còn nhiều model khác như T10 Pro cũng chạy loop Shimano 105G7000 khan hiếm, shop vẫn có hàng để cung cấp đến bạn. Còn đây là chiếc xe đạp đa năng HBR99 Max của anh Tấn Dũng ở Đắk Lắk. Và anh đến với shop thì mua xe cực kỳ đơn giản luôn bạn nhé, bởi vì shop bán hàng rất là uy tín, bán hàng xe đạp online số 1 tại Việt Nam. Đây là chiếc HBR99 Max phiên bản mới nhất năm 2020. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. HBR99 Max bạn nhé. Xe này thì có 4 màu, đó là màu đồng đen, màu xanh đen, màu xanh bạc và màu ghi đen. Xe này được thiết kế là full nhôm, sử dụng nhôm cao cấp gồm khung nhôm, phô tăng, tay lái cọc yên nhôm, đùi đĩa nhôm, vành nhôm. Và xe này được tích hợp một chiếc cuộc cầu đúc. Và có cuộc này chất lượng đẹp như này thì chạy xe rất là êm tay ở các cung đường khác nhau. Chiếc xe đạp này gọi là đa năng bởi vì bạn mua một chiếc xe đạp này có thể sử dụng cho nhiều mục đích, từ tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe, đi học, đi chơi, đi làm. Và nhiều người trong gia đình mình có thể sử dụng được chiếc xe đạp này, rất là đa năng mà nhé. Đến chiếc ba ga cũng bằng nhôm luôn, ba ga cũng bằng nhôm, chắn bùn bằng nhựa PVC, nhựa rẻ, rất là bền luôn. Và bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao vip.com, chắc chắn bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Bởi vì shop bán rất là nhiều thương hiệu xe như là Sava, Line, Twitter, Zante, Campi của Mỹ hay Blenty hay là Partner, rất là nhiều chủng loại luôn bạn nhé, rất nhiều luôn. Nhiều phân khúc, nhiều mức giá, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ và bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Bạn chỉ cần có nhu cầu mua xe đến với shop, bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp như ý. Còn bây giờ shop sẽ đóng lại hai chiếc xe đạp này để gửi cho anh Dũng và anh Kiên. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.